Ôi, sợ ông này, nói thiệt đi. Bây giờ bữa nay con sẽ cho ba mẹ coi về cái learning journey của con. Learning journey của con là để cho con cho ba mẹ coi về cái học của con với cái ngày lớp mà từ hồi xưa con học. Bây giờ con bây giờ mình sẽ làm một cái ít khóa học. Ý rồi mình sẽ làm một ít coi xong sách, xong rồi mình sẽ làm một thứ như là lên máy tính coi mấy cái blog của con vậy á. Rồi thôi bây giờ đừng có đợi nữa, đi thôi.